Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã chọn và đã đến với chương trình của VCOW Television phát hình trên các băng tần 57.13 tại miền Nam California, 16.2 tại miền Bắc California, cũng như trên www.vcow.tv. Đây là chương trình Thiên Hạ Sự với diễn giả Phạm Gia Đại, nhà văn Phạm Gia Đại thì đúng hơn, và trong phần host là do Trọng Nghĩa phụ trách. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang Thiên Hạ Sự kỳ thứ 158. Và đề tài mà nhà văn Phạm Gia Đại đã đưa ra và đã chọn cho ngày hôm nay đó là số may mắn. Kính thưa quý vị, có rất nhiều người vẫn than thân trách phận, cho rằng số của mình thật kém may mắn và gặp phải toàn là những chuyện xui xẻo, không được hanh thông như là các bạn bè hay là bà con của mình. Thật ra, nếu nhìn lại, họ sẽ thấy trong cuộc đời mình cũng đã có những lúc gặp được nhiều quý nhân, có được một đời sống an bình hay một cuộc sống khá hạnh phúc. Bởi vì hên xui trong đời người ví như một cặp tình nhân đi song đôi với nhau trong buổi bình minh hay trong ánh chiều tà. Quả thật, khi nào xảy ra xong chuyện, chúng ta mới biết lúc đó mình đã hên hay là mình đã không gặp may. Trong Thiên Hạ Sự kỳ này, chúng tôi sẽ đề cập đến những mảnh đời xui ngược và một câu chuyện mà cái hên nằm trong cái xui của một đời người. Bởi thế, chúng ta vẫn nên làm lành, tránh dữ và làm điều thiện, tránh điều ác. Và Trọng Nghĩa xin giới thiệu đến quý vị, nhà văn Phạm Gia Đại. Xin thân mến chào nhà văn Phạm Gia Đại. Xin chào anh Trọng Nghĩa và kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, cũng trong cái bầu không khí còn xuân, tức là chúng ta còn trong tháng giêng, thì chúng tôi đưa ra đề tài này để thấy rằng là cuộc đời của chúng ta sẽ rất là vui nếu chúng ta gặp những chuyện may mắn. Và chúng ta có được sống hạnh phúc, chúng ta có được cuộc sống vui tươi an bình, đó là cái điều mà không ai ước mong hơn trong cuộc đời con người ta sinh ra trên cái cõi đời này. Tuy nhiên, nhiều khi cũng có những chuyện xảy ra trái ý với chúng ta, nó không có đúng theo ý của mình, hay là nó làm mọi chuyện đổ vỡ, học hành đổ vỡ, hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp đổ vỡ, vân vân. Thì điều đó nhiều khi nhìn trở lại chúng ta lại thấy rằng đó có lẽ nó là cái số của mình chăng. Nhưng mà trong bất cứ trường hợp nào, theo chúng tôi nghĩ là chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục đi tới. Con người ta nhiều khi đã đi trên cái đạo quãng đường của mình đi, có lúc mình đi rất là bằng phẳng, nhưng có lúc đi nó rất là gồ ghề, nó rất là trông gai, nó đầy những đá sỏi, chứ không phải là con đường mà nó trải nhựa cho chúng ta đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có chẳng may bị vấp ngã thì chúng ta lại đứng dậy và chúng ta lại can đảm hướng về phía trước, lại tiếp tục đi cho con đường của mình, cho nó đi cho nó tới đích. Thì đấy là cái đề tài chúng tôi muốn đưa tới ngày hôm nay, là nó là số may mắn. Số may mắn là số gì? Có nhiều người, tôi gặp rất nhiều người, quý vị không phải một người đâu, họ nói rằng số tôi là số may mắn, họ nói một cách quả quyết như thế đó. Và nhiều khi tôi cũng, đôi lúc tôi cũng đồng ý với họ có một nửa thôi, là bởi vì họ quá tự tin, và đồng thời họ nói nhiều khi nó hơi đi tới chỗ rằng là coi rằng là cái số của họ đứng trên cả cái vận mệnh nữa. Thì điều đó tôi nghĩ rằng nó cũng không đúng. Bởi vì vận mệnh con người, cái số con người nó nằm trong một cái lá số tử vi, nó nằm trong cái phước đức của con người đó, nó nằm trong cái phước đức của dòng họ đó, của ông bà cha mẹ chúng ta để lại, hay những việc chúng ta đã làm được trong kiếp này kiếp trước, nó dồn lại, nó đưa tới chúng ta những may mắn bất ngờ. Chẳng hạn như một thí dụ chúng tôi đưa cho quý vị, mà chúng tôi đồng ý có một nửa là thế này. Có những người bạn họ nói rằng là họ lấy được người vợ rất là hiền hậu, đẹp đẽ, đảm đang, chiều chồng nuôi con, coi như là một người vợ phải nói rằng hoàn hảo, một người vợ mà gọi như là không thể nào chê được gì hết á. Thì bạn bè người ta khen anh ấy, khen anh, trời ơi, anh có một người vợ tuyệt vời, một người vợ như thế thì còn mong gì hơn. Thì anh trả lời một câu rằng là nếu tôi không lấy bà này, tôi lấy bà khác cũng y như vậy. Anh nói câu như vậy, tức là tôi không lấy bà này thì bà khác cũng sẽ tốt như thế, là bởi vì số tôi là số may mắn. Thì câu đó tôi đồng ý với anh một nửa, tức là số anh may mắn thật, tức là trong cái cung thê của anh nó có ngôi sao rất là tốt, cho nên là anh sẽ gặp được người tốt. Điều đó là điều đúng một nửa. Tuy nhiên một nửa kia đó, anh phải trân trọng cái người vợ đã đảm đang nuôi con cái, chiều chồng nuôi con, giữ cho gia đình hạnh phúc, giữ được tất cả những cái gì không xảy ra đổ vỡ. Đôi lúc anh có những lỗi lầm nào đó, chị vẫn tha thứ và đồng thời vẫn
cuộc sống vẫn hạnh phúc như thường, thì đấy là nhờ người vợ một nửa nữa, chứ chúng ta không thể nói rằng là cái số của người đó non như thế nó sẽ như thế, và không lý tới cái phần của người vợ, tức là cái người spouse, cái người mà phối ngẫu của mình á. Ngược lại cũng vậy, người vợ cũng không thể nói người chồng như thế, người chồng không thể nói người vợ như thế, là chúng ta phủi ơn của người kia đã làm điều tốt trong cuộc đời của mình. Bởi thế cho nên chúng ta đã vẫn thường nói rằng là đối với ông cụ bà cụ tôi đó, là đã từng mấy lần lên triệu phú rồi, thời gian ở ngoài Bắc á, buôn bán đã lên rồi, vì chiến tranh của Nhật tàn phá, rồi Việt Minh tàn phá, lại mất hết cơ nghiệp, rồi lại gây dựng lên là hai vợ chồng từ cái tình thương yêu vợ chồng gắn bó đó đã xây dựng được cơ nghiệp như thế. Chẳng may cuối đời thì là khi di cư vào Nam thì ông cụ tôi bị lừa một lần nữa và mất hết cơ nghiệp. Thì lần này đau khổ, ông cụ tôi bị bệnh nó tái phát. Nhưng mà trước khi mất, ông cụ tôi nói một câu mà tôi nhớ hoài đến bây giờ, mấy chục năm rồi. Ông cụ nói với bà cụ trước khi mất đó, ông cụ nói là cuộc đời tôi nếu mà không gặp được mợ thì không biết sẽ ra sao. Đó là một câu nói là khi người chồng ngã bệnh xuống đó, thì người vợ tôi, bà cụ tôi lo mọi thứ, tần tảo buôn bán, lo thuốc men cho chồng, lo nuôi mà đàn con. Lúc bây giờ chỉ có mấy anh em chúng tôi lớn thôi, còn các em khác còn nhỏ lắm, cho nên vẫn là cái gánh nặng cho gia đình. Mà bà cụ đã sống bao nhiêu năm như thế, tần tảo như thế, thì cái câu nói của ông cụ đó, bà cụ là câu nói tiêu biểu của, mà không phải của ông cụ bà cụ tôi, mà có lẽ của hàng ngàn hàng vạn những cái cặp gia đình khác mà chúng tôi được biết ở từ ngoài Bắc di cư vào Nam, nó là như thế. Đó là cái tình người, tình vợ chồng, tình cảm nó rất là tốt đẹp. Nhưng mà trong cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi muốn nói tới hai người bạn. Chúng tôi có hai người bạn, hay là đúng ra hai cặp vợ chồng. Nó có hai cái trường hợp xảy ra nó khác nhau, và nó đi tới cái kết quả nó khác nhau. Và một bên đi tới một cái bất hạnh, một bên đi tới một cái hạnh phúc. Đó là chúng ta thử nhìn xem đó có phải là số may mắn hay không, hay đó có phải là trả nghiệp như trên màn hình quý vị nhìn thấy không, có phải là trả nghiệp, một người trả cái nghiệp xấu, một người trả cái nghiệp tốt hay không, thì chúng ta chưa có kết luận vội. Thì cái câu chuyện như thế này, chúng ta đã trình bày có lẽ cũng lâu lắm rồi, một câu chuyện về gia đình một người anh bạn tôi đó, thì cũng hai vợ chồng sống với nhau cũng hạnh phúc lắm, nhưng mà không có con. Thì họ sống với nhau một thời gian thì chị vợ chị bị bệnh, chị bị bệnh suy thận, và đến cái độ mà không thể chữa được, cho nên bác sĩ nói rằng là cần phải thay cái quả thận thì mới sống được. Thì anh mới đưa chị lên bệnh viện, đi các nơi và đưa vào trong cái danh sách chờ đợi để xin một cái quả thận. Nếu mà có người nào mà quá vãng mà họ đồng ý, họ hiến tặng cái quả thận, thì chị sẽ được quả thận đó. Và một thời gian sau, khoảng 1 năm, 2 năm sau đó, thì chị được bệnh viện gọi để mà cho cái quả thận thật. Đó là cái điều may mắn vô cùng, vì cái đó nó lại, nó gọi là nó match, nó tương đối, là nó tương ứng với nhau. Họ nói quả thận đó có thể ghép vô quả thận của chị được, ghép vô cơ thể của chị được. Thì hai vợ chồng mừng lắm và nghĩ rằng là ô, chắc là cứu sống được người vợ rồi. Thì lúc bây giờ chị phải ngồi xe lăn rồi, chị yếu lắm rồi, chị ngồi xe lăn rồi. Nhưng nó có một chữ nhưng ở đây mà tôi không giải thích được, là khi mà hôm đó đó, khi bệnh viện gọi đến cho anh, đầu tiên là tôi ở cái cell phone. Và đây là một cái điều mà chúng tôi cũng khuyên quý vị rằng, khi quý vị có cell phone, quý vị phải để ý cell phone của mình. Đừng có vứt, có người vứt cái cell phone cả một ngày không có ngó tới nó. Đến tối trước khi đi ngủ bật lên xem ai gọi mình không thì nó trễ rồi. Nhiều khi là vì gia đình cấp cứu gọi mình không được, hay là nhiều khi có chuyện gì mà cấp cứu gọi không được, thì lúc đó là nó chỉ sơ sẩy nhau có trong vòng 5-10 phút thôi, cuộc đời người ta thay đổi. Thì đây là cuộc đời của anh chị thay đổi, là tôi, khi anh nói chuyện với tôi, anh vẫn cứ ân hận mãi. Anh nói tại tôi, cho nên bà xã tôi mới mất. Tôi mới hỏi tại sao vậy, anh mới kể chuyện ra là hôm đó hai vợ chồng mới đi vô mua thức ăn gì ở trong chợ chứ không biết nữa, thì bệnh viện nó gọi cái cell phone của anh ấy. Anh lại có lẽ không nghe được cái sao không biết, anh ấy không nghe. Đến khi về nhà đó,
thì họ mới gọi lấy cái phone ở nhà, họ nhắn vào cái message trong nhà, cho phone ở nhà, home phone á, cho biết là đã có một quả thận và chị phải đến ngay bệnh viện để mà làm thủ tục để cho người ta có thể transplant cái thận đó qua được. Thì anh mới khi về tới nhà rồi đó, thì anh mới nhìn thấy cái nút message là có cái message trong đó. Và khi có cái message trong đó đó, anh mới lấy cái bấm cái message cho anh nghe. Khi anh nghe được, mới nghe được có 2-3 câu thì trời xui đất khiến thế nào không biết. Ông ấy ruột ông yếu, ông đau bụng quá không chịu không nổi nữa. Ông ấy bấm cái đó tắt đi, ông mới đi vô trong restroom. Và lớn tuổi rồi, có bị biết là lớn tuổi hay quên lắm. Cho nên khi đi ra quên luôn, không nhớ cái message là mình là người ta đang gọi cho mình đó, quên luôn. Đến buổi chiều anh mới ra, anh nhìn trở lại một, ồ có cái message nào người ta gọi mình đây, mình đang nghe dở. Bấm lên coi thì là bệnh viện nó gọi. Nó nói là anh phải đưa chị đến gấp bệnh viện để chúng tôi làm thủ tục để mà sang cái quả thận, mới có quả thận đây. Thì đến khi mà anh mới gọi lại lên trên đó nói chuyện với nó bảo là too late, trễ rồi. Bởi vì chúng tôi chỉ chờ quý vị trong khoảng nửa ngày hay bao nhiêu đó thôi đó. Quý vị cũng trả lời chúng tôi đã để quả thận cho người khác rồi. Cái người mà đứng cái tên mà trong cái waiting list đó, đứng waiting list ở phía sau đó, thì họ được đôn lên. Anh mới cố gắng đến bệnh viện nói mà vẫn không được, bởi vì họ nói thì là cái thủ tục của họ nó như thế, họ không có chờ. Cho nên đấy là một cái mà sau này khi mà anh gặp tôi nói chuyện, anh cứ ân hận, anh bảo tôi ân hận quá anh ơi, tôi ân hận quá, là chính vì tôi không bắt phone kịp thời mà bà xã tôi đã mất. Thì tôi chẳng biết nói sao hết, tôi cho nó anh ơi đó là cái số. Có thể lúc đó là anh không có may mắn, hay có thể là cái số của chị đến đó nó hết rồi. Chị trả nghiệp xong rồi, chị có thể chị được lên cõi trên rồi, mình không biết được. Cho nên là trong cái rủi có cái may, trong cái may có rủi, cuộc đời của người ta khó nói lắm, không có nói rõ được là nó rủi nó may hay là nó hên nó xui lúc nào cả. Thì đấy là cái câu chuyện mà sau này tôi gặp anh rất nhiều lần. Và mỗi lần gặp anh đều nói câu chuyện nó ra và anh đều khóc hết. Anh bảo là tại tôi đó mà bà xã tôi mất. Thì đấy là một cái câu chuyện đau thương của một cái người bạn tôi muốn nói cho quý vị để rút kinh nghiệm. Chúng ta rút kinh nghiệm rằng nếu chúng ta xài cell phone, chúng ta nhà có home phone, chúng ta phải check thường xuyên để xem có những cái emergency gì người ta gọi không. Đó là cái thứ nhất. Còn câu chuyện thứ nhì nó lại ngược lại quý vị. Nó lại có một sự hay, nó một cái hên, trong cái xui có hên cái rất là lạ lùng mà tôi kể quý vị ngày hôm nay. Đó là anh bạn tôi, gia đình anh ở trên San Jose đó. Thì cách đây mấy tháng, chắc cũng là khoảng cuối năm 2021 gì đó, thì anh mới nói với tôi rằng là vợ chồng tụi này sẽ xuống thăm các bạn bè dưới Nam Cali nha. Thế tôi bảo mừng quá, tôi bảo trời xuống chơi đi, tụi này sẽ mở party cho rồi mình đi ăn với nhau, gặp bạn cũ để cho nó vui. Thế cái ngày đó anh mới lái xe xuống. Họ lái xe xuống. Khi lái xe xuống mà anh gặp tôi thì tôi thấy có anh đi có mình à. Tôi bảo tại sao anh nói là hai vợ chồng đi mà sao có mình. Anh bảo ê Đại ơi, buồn quá, bà xã mình phải ở nhà không có đi được, bởi vì sáng sớm hôm nay đó là sáng sớm dự định đi rồi thì không ngờ đâu, mới cứ chưa tới 6 giờ sáng thì có cú phone nó gọi. Cú phone nó gọi là cái cậu con trai của anh ấy, là cái cậu này nó có gia đình rồi nhưng nó mê cái xe mà xe gắn máy đó. Cái loại xe nó gọi là xe giống xe đua đó, xe gắn máy lớn đó, nó mê lắm. Anh nói nó mê đến cái độ mà rồi có những đồ park nào dù rằng ở tiểu bang khác nó qua bên đó nó mua đồ park, nó về nó lắp xe nó để cho xe nó chạy cho nó ngon. Và cô vợ thì nói rằng là anh không nên chơi bởi vì cũng 40 tuổi rồi, đâu có nhỏ nhắn gì đâu, đừng có chơi xe nó nguy hiểm quá. Nhưng mà cậu này có mê lắm. Thì sáng hôm đó đùng một cái hai vợ chồng đang còn ngủ, chưa tỉnh dậy, 6 giờ sáng bệnh viện nó gọi nói là cậu con này bị accident và bị cái accident đó là gãy mấy cái xương sườn ống chân, rồi là đang nằm ở trong bệnh viện đó để mà chờ người ta quyết định xem giải phẫu như thế nào. Thế thì bây giờ ngỡ ngàng hai vợ chồng nói bây giờ đó, anh này mới nói là anh lỡ hẹn các bạn đi xuống rồi thì anh phải xuống, còn bây giờ thì em ở nhà vậy, thì bà vợ này phải ở nhà để lo cho đứa con trai. Thì cái niềm vui nó cũng mất đi một phần nào.
là tưởng hai vợ chồng xuống đây thì lâu lâu xuống đây thì là sẽ cùng nhau mà ăn uống hàn huyên với nhau sau bao nhiêu năm chưa có gặp gỡ, nhớ là vì Covid này đó là không ai dám gặp hết. Thế bà vợ mới ở nhà thì anh xuống gặp tôi, anh cũng vui nhưng anh cũng hơi buồn, và đáng lẽ có bà xã mình đi nữa thì vui hơn. Thì nhưng mà tôi nói thôi, mình đâu có biết trước được, cái accident đâu ai biết trước được, thì mình cứ để chị ở nhà đi, chị lo cho cháu cho nó yên tâm. Thế rồi cái ngày hôm sau đó anh gặp lại tôi, nó: "Ê Đại ơi, may quá." Tôi bảo: "Có gì may?" Tôi nghĩ bụng: "Trời, con bị accident như thế mà may cái gì?" Nó bảo: "Ông biết tại sao không? Bá ở lại, bá không đi xuống Nam Cali." Thì cái ngày hôm sau đó bệnh viện nó gọi, nó nói cho bà phải vô bệnh viện gấp, vì có một cái cô bé đó mới 20 tuổi vừa tử nạn xong và cố hiến cái thận cho cái người nào, và bá là người đầu danh sách, cho nên là họ gọi bà ngay lập tức vô trong bệnh viện để thử loại một mọi thứ để mà thay thận. Thì anh nói là nếu mà bà xã Moa mà đi xuống Nam Cali ấy, thì bà đâu có về kịp, bà không về kịp, thì nếu bà không về kịp thì là bà bị mất cơ hội rồi, thì chưa chắc bà đã sống nổi nữa. Thì bây giờ đó là cái trong cái rủi nó có cái hên. Rủi là vì đứa con bị accident mà bây giờ tự dưng mình ở lại nhà, mình không đi xuống dưới này ấy, thì tự dưng bệnh viện nó gọi đúng lúc là chỉ có trong nửa tiếng sau, một tiếng sau bà phóng vào trong bệnh viện liền. Và sau đó, đó là họ ấy check, họ ấy thấy rằng hai cái trái thận đó nó hợp với cơ thể của bà ấy, thì nó tiến hành cái việc mà nó thay thận cho bà ấy. Và tự dưng là bà được thay thận mà của một cái cô bé rất là trẻ thay cho mình, nó lại hợp với cái cơ thể của mình nữa, thành ra là bà lại sống được một thời gian nữa. Thay vì không có trái thận đó thì không biết, có thể thời gian rất ngắn thì bà đi chăng. Thì đấy là cái câu chuyện mà trong cái rủi nó có cái may, và cái may nó đến trong ngay trong cái rủi mà chúng ta không bao giờ ngờ được. Thì đấy là cái số lúc nó may mắn, lúc mà may mắn tự dưng xui khiến cho mình ở nhà để cho mình được thay thận đúng thời kỳ mà cần thiết. Còn câu chuyện trước của tôi thì ở nhà rõ ràng nhưng mà không bắt phone, cho nên lại miss cái cơ hội đó. Cho nên đây là hai cái câu chuyện mà chúng tôi muốn đưa ra cho quý vị thấy hai hình ảnh của một cái cuộc đời con người ta. Cho nên nói là số may mắn hay số không may mắn, chúng ta hãy chờ xem thực sự nó có phải may mắn không hay thực sự nó không may mắn không. Thì anh Nghĩa thấy có cái câu chuyện nào của anh không? Anh muốn kể lại. Thực sự thì trong nghĩ rằng trong đời của mỗi người đều có những cái lúc mà mình hay nói là có khi gặp xui, có khi gặp may, nhưng mà cũng có khi trong những cái xui nó cũng có những cái may. Yeah. Chẳng hạn như mình bị miss một cái chuyến bay đó vì mình đi trễ, nhưng mà cái chuyến bay đó lại gặp nạn. Chẳng hạn có rất nhiều trường hợp như vậy. Trường hợp chứ là 911 đó. Vâng, dạ đúng vậy. Có nhiều trường hợp 911, có nhiều trường hợp mà những người nói là chúng tôi bị miss cái flight đó vì chúng tôi bị kẹt xe đến không được phi trường kịp đó. Mà cái chuyến bay 911 đó thì là nó đã bị khủng bố. Có một trường hợp của vợ chồng một cái ông đó, ông đi trong cái chuyến đó. Vâng. Nhưng mà có một cặp vợ chồng khác, họ nói chúng tôi cần quá, chúng tôi phải có chuyến bay này, chúng tôi về kịp để đi, chúng tôi đi, cho nên năn nỉ mọi người hành khách ai có nhường để lại không. Vâng. Thì vợ chồng để lại cái vé máy bay đó. Và vâng, sau đó thì là vợ chồng này thì lại thoát chết. Vâng. Thì đấy cũng là cái vâng, cái đó cũng là cái số mạng của từng người nữa. Nhưng mà cũng cái đời người cũng không có ai qua cái gọi chúng ta hay nghe ông bà nói là đức năng thắng số. Tại là may mắn hay không gì đó là cũng tùy chúng ta thôi. Bởi vì có một cái câu mà Trọng Nghĩa sưu tầm được đó, họ nói là cái sự chăm chỉ, thưa quý vị, nó giống như một cái cầu thang bộ vậy. Và cái vận may là cái thang máy. Đôi lúc cầu thang máy có thể hỏng, nhưng mà cầu thang bộ sẽ luôn luôn đưa bạn lên tới đỉnh. Vâng, cái đó là một cái câu mà Trọng Nghĩa sưu tầm. Vâng. Cái đó tức là nó cho chúng ta thấy rằng là cuộc đời có thể nhanh, có thể chậm. Nếu chúng ta đi cầu thang máy có thể là rất là chúng ta đi rất là nhanh, nhưng mà cầu thang máy đôi lúc nó trục trặc, cái điện nó không có xài, nhưng mà nó trục trặc, nó ngừng cái giữa chừng, nó nghĩa là giữa hai tầng là chúng ta không biết làm sao đó. Vâng. Nếu mà người nào yếu tim á là mệt lắm á. Vâng. Lúc đó mà ngừng nửa chừng cầu thang máy mà không biết nó lên nó xuống nó tắc bao lâu. Vâng. Thì cái đó là nhiều người yếu tim là cũng mệt đó. Nhưng mà đối với cầu thang chân thì nó chậm hơn, nhưng nó luôn chắc chắn lúc nào nó có ở đó. Yeah. Chúng ta đi lên chậm nhưng chúng ta đi xuống, đi lên tới, chúng ta xuống tới. Mà có nhiều khi cái cầu thang mà cầu thang đi bằng đi bộ đó nó còn tốt hơn là cầu thang máy, bởi vì chúng ta được tập thể dục đó. Vâng. Đúng vậy. Thì tôi có kể hầu quý vị là cô em gái tôi chứ nhờ ai đó. Có từ khi cô mua được cái căn nhà townhouse ở thành phố Anaheim,
là cô nhà nhà nó lại có lầu, cho nên nó có cầu thang nó ngắn thôi, nó không có dài lắm. Thì cô có nói chuyện với tôi, cô nói là lạ lắm đại ơi, từ khi em về nhà đó đó là ban đầu cái đầu gối em đau, nhưng mà đi lên đi xuống đi lên đi xuống mình không có để ý, mấy tháng sau tự dưng cái đầu gối nó hết. Dạ, tức là nhờ mà đi lên nhờ đi xuống đi lên đi xuống nó tập exercise đó. Vâng, dạ. Thì nó làm cho cơ thể của mình nó máu huyết lưu thông đều, thì bây giờ là nó khỏe mạnh thôi. Dạ. Thì đấy cũng là trong cái chúng tưởng là nó không tốt, mà hóa ra nó lại đem lại cái tốt đến cho mình. Dạ, đúng vậy. Và đến đây thì chương trình không còn thời gian nữa, xin mời nhà văn Phạm Đại vui lòng nhắc lại cái giờ phát hình của chương trình Thiên Hạ Sự của chúng ta. Để một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình Thiên Hạ Sự của hai anh em chúng tôi, và chương trình này sẽ được phát hình vào thứ ba và thứ năm 10 giờ sáng và 7 giờ tối trên băng tần 57.13 Nam Cali và 16.2 Bắc Cali. Một lần nữa chân thành cảm ơn sự đóng góp khuyến khích của quý vị đối với chúng tôi trong chương trình Thiên Hạ Sự vừa qua, và rất mong sự ủng hộ của quý vị sẽ tiếp tục đối với chương trình này của chúng tôi. Nhà văn Phạm Gia Đài cùng với Trọng Nghĩa kính chúc quý vị thời gian còn lại trong ngày thật là bình an, và xin hẹn quý vị vào chương trình Thiên Hạ Sự lần tới. Xin trân trọng kính chào quý khán giả.